Thưa quý vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay, bản tin tiếp theo thì Quyên xin phép được gửi đến quý vị phần chi tiết sau đây. Bản tin từ Việt Nam cho hay là có thêm 4 người đang nhầm nấm độc và đang bị nguy kịch. Thưa quý vị, 4 người đàn ông trong một gia đình đang bị nguy kịch vì ăn nhầm nấm độc, được chuyển từ bệnh viện địa phương tới bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội, tỷ lệ cứu cấp. Cả 4 người gồm có ông Triệu Văn Hồng, 51 tuổi và con ruột là Triệu Văn Thu, 22 tuổi, ông Bàn Văn Tài, 43 tuổi và con ruột là Bàn Văn Hạnh, 18 tuổi, đều là cư dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Họ đã bị ngộ độc từ ngày 13 tháng 3 năm 2014 sau khi dùng một loại nấm trắng hái được trong rừng cho tới ngày 16 tháng 3, cả 4 người mới được đưa vào bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội cấp cứu. Theo như Giám đốc Trung tâm Chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai thì tình trạng sức khỏe của cả 4 bệnh nhân này là đều rất xấu, sợ khó qua khỏi được vì đưa vào bệnh viện quá trễ. Trong khi đó, thì theo tờ báo VN Express thì chỉ trong vòng một tuần lễ qua đã có tới 14 người nhập viện vì ăn nhầm nấm độc. Hai người đã qua đời là cậu bé Lý Minh Khôi, 13 tuổi và bà Vũ Thị Hồi, 60 tuổi, là cư dân của tỉnh Thái Nguyên. Trong số 5 người bị ngộ độc nấm tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, thì có một nữ cán bộ y tế đã được tham dự lớp huấn luyện ngăn ngừa nạn ngộ độc nấm. Trước khi dùng thì bà cũng đã hỏi ý kiến của ông già làng và cuối cùng thì bà này cùng với 4 người khác đều phải vào bệnh viện. Sài Gòn nắng đổ lửa quạt giấy đắt như tôm tươi. Thưa quý vị, tin từ Việt Nam, Sài Gòn đang vào mùa nóng sớm so với thường lệ. Hàng trăm người đổ xô vào các bóng mát bên đường để tránh nắng. Tờ báo Tuổi Trẻ cho biết giữa trưa ngày 16 tháng 3 năm 2014, hầu như tất cả du khách ở khu vực nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn đều phải móc tiền túi ra mua quạt giấy phe phẩy cho đỡ nóng. Không một quán cà phê máy lạnh nào ở các quận 1, quận 3, Phú Nhuận còn chỗ trống. Khách hàng nói rằng họ vào ăn trưa uống cà phê là để trốn nắng. Theo như Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Việt Nam, 16 tháng 3 là ngày lập kỷ lục nắng nóng của mùa khô năm 2014 từ đầu năm đến nay. Tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, nhiệt độ đã lên tới 39 độ C. Nhiều vùng khác như là Tây Ninh, Biên Hòa, Long Khánh đều nóng tới 37.2 tới 38.5 độ C. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Minh Giám là Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn của Việt Nam tiên đoán rằng nắng nóng sẽ còn tiếp tục trong vòng 2 hoặc là 3 ngày tới. Hiện nay Sài Gòn xuất hiện loại dịch vụ cho thuê máy lạnh rất là đắt hàng. Tuy nhiên thì thưa quý vị, người ta e rằng thời tiết nắng nóng và việc đua nhau xài máy lạnh khắp Sài Gòn sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điện rồi cúp điện khắp nơi. Cục nghệ thuật trình diễn bị kiện đình chỉ cuộc thi Nữ Hoàng Biển. Kính thưa quý vị, công ty quảng cáo truyền thông Rồng Việt và ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu mang tên Nữ Hoàng Biển tại tỉnh Khánh Hòa cho hay là đã đâm đơn kiện cán bộ lãnh đạo Cục nghệ thuật biểu diễn Việt Nam là đã rút giấy phép tổ chức một cuộc thi một cách trái phép. Công ty này nói rằng việc thu hồi giấy phép tổ chức cuộc thi Nữ Hoàng Biển Việt Nam năm 2013 đột ngột của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã làm cho họ thiệt hại hơn 7 tỷ đồng, tương đương với 350.000 Mỹ Kim. Báo mạng VN Express dẫn lời giám đốc công ty Rồng Việt cho hay rằng đoàn kiểm tra của Cục Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đã ra một quyết định vội vã, thiếu cân nhắc, gây ảnh hưởng tai hại tới cuộc thi, đến thí sinh và cả chương trình lễ hội Biển Khánh Hòa năm 2013. Ông này còn nói rằng việc khiếu nại còn nhằm bảo vệ quyền lợi của các nữ thí sinh và các đơn vị tài trợ. Ông khẳng định không hề sai phạm và đoàn kiểm tra không cho công ty thời gian để giải trình hợp lẽ. Và cũng trong khi đó, thì theo luật sư đại diện Cục Nghệ thuật Biển Biểu diễn Việt Nam thì vẫn quyết định thu hồi giấy phép tổ chức cuộc thi Nữ Hoàng Biển là để ngăn chặn tình trạng lợi dụng sắc đẹp của phụ nữ để kinh doanh và vì một số các mục đích thiếu lành mạnh khác. Giám đốc Nam Hàn đột tử tại nhà trọ. Thưa quý vị, tin cho biết là một giám đốc người Nam Hàn chết ngồi đột ngột không rõ nguyên nhân trên ghế nhà trọ của khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông này được các nhân viên khu kinh tế trông thấy vào khoảng 1 giờ sáng ngày 16 tháng 3 năm 2014. Nạn nhân tên là Choi Hwan Holt, quốc tịch Nam Hàn, 37 tuổi. Thưa quý vị, ông Choi Hwan Holt hiện là giám đốc công ty tư nhân phát triển và xây dựng Châu Sóc, đang thi công kè đê chắn sóng và đóng cọc bê tông tại cảng Nghi Sơn thuộc khu kinh tế Nghi Sơn. Một số nhân chứng nói rằng vô tình trông thấy ông Choi ngồi yên trên ghế, nhìn kỹ thì mới hay ông đã bất tỉnh nhân sự. Mọi người đưa ông vào bệnh viện địa phương để cấp cứu. Tuy nhiên thì các bệnh viện nói rằng ông đã ngừng thở trước đó. Công an của tỉnh Thanh Hóa cho hay đang mở một cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra cái chết của ông giám đốc người Nam Hàn. Dư luận nghi ông này chết vì bị đột quỵ.
Thưa quý vị, sau đây là một phóng sự từ Central Valley, California. Thông tín viên SBTN là Vũ Nhân gửi về phóng sự tường thuật về Hội Phật giáo Việt Nam vùng Central Valley, California cử hành đại lễ vía Đức Quang Thế Âm Bồ Tát vào ngày 11 giờ sáng Chủ nhật 16 tháng 3 năm 2014 tại chùa Tam Bảo thuộc thành phố Fresno. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2014, Vũ Nhân có mặt tại chùa Tam Bảo thành phố Fresno để gửi đến quý vị đại lễ vía Quang Thế Âm Bồ Tát do Hội Phật giáo Việt Nam vùng Central Valley, California tổ chức. Thưa quý vị, thể theo lời cung thỉnh của Hòa Thượng Thích Tâm Quang, trụ trì chùa Tam Bảo, Hòa Thượng Thích Tuệ Minh, viện chủ Thiền viện Vô Ưu, đã hoan hỷ quang lâm đến chùa Tam Bảo để làm chủ lễ trong đại lễ ngày hôm nay và cũng rất đông quý đồng hương, đồng bào Phật tử các nơi về tham dự. Vũ Nhân kính mời quý vị theo dõi. Thế Âm. Chúng ta sinh ra ai cũng hai bàn tay trắng. Rồi từ hai bàn tay trắng đó chúng ta làm nên của cải. Và cuối cùng chúng ta làm nên của cải rồi chúng ta mất đi thì chúng ta trở lại hai bàn trắng tay. Cho nên mình biết chúng ta từ hai bàn tay trắng mà chúng ta bây giờ có đến trắng tay thì chúng ta trở về cái trắng tay cũng giống nhau thôi, chúng ta chẳng có biết buồn, chẳng biết lo, chẳng sợ nữa, là cuộc đời của chúng ta tự thấy hạnh phúc hơn con Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì ngày lễ vía Quang Thế Âm Bồ Tát đó, thì coi như là mình đến đây một người xa xứ thì ít nhất thì cũng có cái cộng đồng Việt Nam để mình tìm tòi hỏi để biết thêm về như là cái cách giữ lại cái ngôn ngữ Việt Nam mình. Trước tiên mình đi chùa là tốt cho mình, cho bản thân, rồi mình có thể là tiếc phước đức cho con cháu sau này. Cháu nghĩ như vậy thì nên cháu đi chùa thì... Cũng chào khán giả của truyền hình STBN. Theo tôi thấy thì cái chuyện mình là công dân nước Việt thì ở đâu có chùa thì mình là người Phật tử đều góp phần nhỏ trong đó để mà xây dựng một cái cảnh chùa cho nó quan trang hơn, và mình cũng để bảo tồn cái văn hóa của Việt Nam mình. Đó là cái phong tục của người Việt Nam mình, lúc nào mình cũng phải tôn thờ, tôn kính những kẻ bậc trên, chẳng hạn như Phật hoặc là Chúa, đại khái là mình phải tôn kính. Vũ Nhân cảm ơn anh. Thưa anh, cũng được biết anh là một khán thính giả thường xuyên của đài truyền hình SBTN, thì anh có thể cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN biết được những cái chương trình nào của đài anh thích, những cái chương trình nào không thích và chương trình nào cần phải làm tốt hơn, thưa anh. Thì nói chung cái chương trình của đài thì SBTN thì tôi đều thích hết. Nói chung mà cái chương trình tin tức của Diệu Quyên với lại Bảo Châu, cái điều đó là rất thích. Vũ Nhân cảm ơn anh. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới. Xin cảm ơn thông tín viên Vũ Nhân. Và thưa quý vị, sau đây là phóng viên Phan Nhật Nam tường thuật thánh lễ giỗ 100 ngày cố ca nhạc sĩ Việt Dũng được tổ chức tại nhà thờ Chánh tòa Chúa Kitô, thành phố Garden Grove, Nam Cali vào lúc 11:30 trưa ngày thứ Bảy 15 tháng 3 năm 2014 với sự tham dự đông đảo các vị dân cử, đồng hương và truyền thông báo chí. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, một thánh lễ giỗ 100 ngày cho cố ca nhạc sĩ Doan Kim Việt Dũng đã được tổ chức vào lúc 11:30 trưa thứ Bảy 15 tháng 3 2014 tại nhà thờ Chánh tòa Chúa Kitô, còn được gọi là nhà thờ Kiếng, nằm trên đường Chapman, thành phố Garden Grove, miền Nam Cali. Với sự tham dự đông đảo đồng hương không phân biệt tôn giáo, các vị dân cử địa phương, các vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, giới truyền thông báo chí và gia đình cùng thân bằng quyến thuộc Việt Dũng, trước thánh lễ, linh mục Nguyễn Văn Tuyên, chánh xứ Tam Biên có vài lời với cộng đoàn. Chúng ta cho chúng một tôn giáo này, với cái tôn giáo là ngôn ngữ tình yêu, chúng ta sẽ thực hành nghi lễ trong ngày cho Việt Dũng. Nên anh chị em trong tôn giáo, anh chị em tự nhớ Việt Dũng trong tôn giáo về tôn giáo, những bài hát, những bài đọc, và như là theo văn chi ở Việt Quốc này. Đến đây trong cái đám hàng đến được, trong cái này đến được sẽ là cũng là này sẽ
Sau đó, thánh lễ đã được bắt đầu với linh mục Nguyễn Văn Tuyên làm chủ tế, các linh mục Trần Công Vang, Trần Cao Thượng và Paul Văn Chi cùng đồng tế. Sau phần dâng lời cầu nguyện và các bài đọc thánh thư là phần thuyết giảng của linh mục Văn Chi đến từ Úc Châu, là người mà Việt Dũng gọi là bố và cũng là người làm lễ cưới cho Việt Dũng và BB Hoàng Anh. Tất cả các hình ảnh tôi search và chúng tôi bên Úc cũng đã từng tổ chức cho Việt Dũng. Hình ảnh tôi và cha Tuyên dân thánh lễ hôn nhân cho BB Hoàng Anh và Việt Dũng năm 2006. Rất nhiều hình ảnh Việt Dũng lãng đãng trong trái tim của tôi khi nghe Việt Dũng nằm xuống qua chí thiện báo. Tôi lặng đi không nói được, bút các loại vé máy bay để kịp sang theo ước mơ của BB Hoàng Anh và má bảy nhưng không sang được. Hôm nay tôi mới đến đây để nói Việt Dũng, và quả thật Việt Dũng xứng đáng là một người con của mẹ Việt Nam, một người con của Thiên Chúa. Và trong phần cuối thánh lễ, BB Hoàng Anh đã có lời cảm tạ gửi tới cộng đoàn. Kính thưa quý khán giả, thánh lễ giỗ 100 ngày cho cố ca nhạc sĩ Doan Kim Việt Dũng, sau những nghi thức tôn giáo và lời cảm tạ của gia đình Việt Dũng, thánh lễ đã kết thúc vào buổi trưa cùng ngày với lời kết lễ và ban phép lành của Chúa và chúc mọi người ra đi được bằng an. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Xin cảm ơn phóng viên Phan Đại Nam. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin tức trong giây lát, và khi trở lại sẽ gửi đến quý vị một số các tin tức từ Hoa Kỳ. Mời quý vị nhớ đón xem.